Đến với lá tiếp theo là The Sand. The Sand có nghĩa là cát. Lá bài này xuất hiện khi mà Sakura và Sharan tới trường sớm để tập kịch. Thì lá bài này đã tạo nên một cái hố cát rất là nguy hiểm, suýt nữa là nuốt trọn cả hai người. Tuy nhiên, lá bài này có thể khống chế được bằng hai lá, đó chính là The Watery và The Freeze, tức là kết hợp giữa nước và băng đá kết hợp lại để khiến cho cái cát nó không chuyển động nữa. Và qua đó cả hai người, cả Sakura lẫn Sharan thu phục được lá bài này, là lá bài đầu tiên thuộc quyền sở hữu của cả hai người. Nó rơi vừa trúng tầm tay của hai người, của Sakura và Sharan cầm cùng một lúc ha. Nó là minh chứng thể hiện cho tình yêu ban đầu của hai người, là nó hơi khó khăn một chút, sau này mới trở thành một tình bạn, một tình yêu đáng kể. Khi mà chúng ta sử dụng lá bài này để giải thích những vấn đề lớn như là tình duyên hay là sự nghiệp đi nữa, thì mình có thể giải thích là cái bắt đầu nó hơi khô cằn, nó hơi khó khăn như là cát vậy đó mấy bạn ha, nóng, rát, ngứa, nói chung là khởi đầu nó rất là gian nan, nhưng mà cái phía sau có thể là một cái gì đó tốt đẹp. Rồi đến với The Sand mà nói thì nó còn có liên hệ nữa tới biển, mà biển thì sẽ là đầy muối. Thì khi mà nói về những vấn đề tình cảm, nó có thể liên tưởng tới cái việc mà sát muối vào tim nữa hai mấy bạn ha. Nó tạo cho chúng ta một cảm giác rất là khó chịu, giống như là cát rơi vào người vậy đó. Nó tạo cho mình một cảm giác rất là khó chịu, rất là ngứa ngáy, mà mình không thể triệt để hủy bỏ nó được, mình không thể nào xóa bỏ nó một cách triệt để được, mà phải từ từ. Cách giải quyết này là cần phải một cái sự từ từ, cần phải kiên nhẫn, tốn thời gian một chút. Rồi, đến với con người mà có cái tính cách như là The Sand, thì họ thường là những người rất là khó tính, kỹ tính, hoặc là đôi lúc là hách dịch nè, hay là một cái tính cách gì đó mà tạo cho người ta, những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Tuy rằng ý định của họ có thể là tốt hay xấu đi nữa, nhưng chắc chắn họ sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác khó chịu. Có thể là vì họ không thân thiện, hoặc là có thể họ hống hách, họ kiêu căng gì đó. Bất kỳ một tính cách nào có thể làm người ta cảm thấy khó chịu ha. Thì những con người như thế, những người mà có tính cách như thế này, thì chúng ta là bạn của họ, chúng ta nên tìm cách hiểu họ hơn ha. Và nếu được thì chúng ta nên tìm cách khắc phục những cái nhược điểm của họ, khiến họ thành một con người dễ mến hơn, có thể giao tiếp dễ dàng hơn, bởi vì chưa chắc họ đã là người xấu ha mấy bạn ha. Rồi, lá bài này đơn giản mình nói ở đây thôi ha.